Toàn cảnh lễ ăn hỏi Phương Oanh, Trác Bình bảnh bao đón vợ bằng xe sang, cô dâu có biểu cảm hài hước. Doanh nhân Hòa Bình Trác Bình mang 9 cháp đi hỏi cưới, thuê dàn vệ sĩ che chắn trước nhà cô dâu Phương Oanh ở Phủ Lý, sáng 26 tháng 7. Lễ ăn hỏi bắt đầu khoảng 11 giờ 30 phút, chỉ có người thân của cô dâu, chú rể tham dự. Dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô, tạo thành rào che trước cửa nhà diễn viên để bảo đảm riêng tư. Gia đình nhà trai từ Hà Đông Hà Nội tới Hà Nam lúc sáng sớm để sửa soạn buổi lễ. Trác Bình diện siêu đen, dẫn đầu đoàn bưng cháp. Doanh nhân cho biết ban đầu định mặc một bộ siêu hàng hiệu có sẵn, nhưng sau đó quyết định may đo một bộ riêng cho ngày vui. Chú rể được mọi người khen trẻ trung, phong độ. Trác Bình nói hồi hộp trước giờ đón dâu, ra hiệu cảm ơn khi được bạn bè cô dâu cổ vũ. Giữa thời tiết nắng nóng, Trác Bình liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi cho vợ. Sau lễ ăn hỏi, hai bên gia đình làm lễ rước dâu. Phương Oanh thay bộ áo dài màu trắng thêu chữ song hỷ trước ngực, đầu đội khăn voan đơn giản. Trác Bình đưa vợ về nhà trên xế hộp mây bách. Bà Kim Hòa, mẹ chú rể, cho biết rất mừng khi có Phương Oanh là con dâu. Phương Oanh diện bộ áo dài đỏ thêu hoa sen thủ công, trang điểm tự nhiên. Cô chuẩn bị thêm áo dài lụa trắng thêu chữ song hỷ trước ngực cho lúc đón dâu và bộ xanh bạc hà khi đãi tiệc. Trang phục của cô dâu, chú rể và mẹ Trác Bình đều do bạn thân của Phương Oanh, Hoa hậu Ngọc Hân, thực hiện. Diễn viên tự lên ý tưởng trang trí lễ ăn hỏi bằng trúc và sen. Cô chọn sen hồ Tây, loài hoa diễn viên yêu thích, thường cắm mỗi mùa hè. Ngoài ra, cô dùng 600 bông hoa như tulip, hồng, lan hồ điệp, tạo không gian với sắc trắng chủ đạo. Hoa hậu Ngọc Hân giúp lo trang phục cô dâu, cùng ekip trang trí cắm bàn hoa phong cách Ikebana tô điểm tiệc. Một số nghệ sĩ như Quách Thu Phương, Thanh Hương và Tú Oanh cũng từ Hà Nội về Hà Nam chung vui. Việc trang trí diễn ra từ 2 ngày trước, Hương Xiêm, bạn thân Phương Oanh, người phụ trách trang trí, cho biết khó khăn nhất là chúng tôi phải chọn từng cành trúc và giữ trúc lẫn sen tươi lâu trong thời tiết nắng nóng của miền Bắc. Nhóm thay phiên nhau túc trực để tưới nước liên tục. Phương Oanh, 34 tuổi và Trác Bình, 42 tuổi công khai yêu nhau hồi tháng 8 tháng 2022 và đăng ký kết hôn ở Phủ Lý hồi tháng 6. Diễn viên từng đóng các tác phẩm Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam năm 2019, thường được gọi bằng biệt danh Trác Bình. Trác Bình, tôi và Phương Oanh vượt qua nhiều chông gai. Trác Bình nói cùng Phương Oanh vượt qua chông gai mới tìm thấy hạnh phúc trong tiệc chiêu đãi sau lễ ăn hỏi ở Phủ Lý. Phát biểu ở tiệc đãi người thân, bạn bè, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình Trác Bình ví câu chuyện của họ như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính. Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa hai đứa với gia đình, bố mẹ, con cái. Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đã đi đến cái kết viên mãn, thực sự là như phim. Một người làm kinh doanh, công nghệ như tôi thấy đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị, chú rể nói. Trác Bình mong cuộc hôn nhân của anh và vợ mới cưới sẽ mãi hạnh phúc. Lúc chồng phát biểu, Phương Oanh rớm nước mắt. Trong buổi tiệc, ông Xuân Minh, bố Trác Bình, hát bài Mùa Xuân bên cửa sổ nhạc sĩ Xuân Hồng mừng hạnh phúc hai con. Vì không thuộc, ông Minh cầm điện thoại xem lời. Phía sau, Trác Bình cổ vũ, hát cùng bố. Sau tiệc mừng, 15 hát, Trác Bình rước dâu đưa Phương Oanh về nhà anh ở Hà Đông, Hà Nội. Trước đó, từ 11 giờ 30 phút, diễn viên Phương Oanh và Trác Bình làm lễ ăn hỏi, chỉ có người thân của hai bên. Một số nghệ sĩ như Quách Thu Phương, Thanh Hương và Tú Oanh cũng từ Hà Nội về Hà Nam chung vui. Dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô, tạo thành rào che trước cửa nhà diễn viên để bảo đảm riêng tư. Gia đình nhà trai từ Hà Đông Hà Nội tới Hà Nam lúc sáng sớm để sửa soạn buổi lễ. Bố Trác Bình hát Mùa Xuân bên cửa sổ mừng hạnh phúc hai con. Video Thu Hồng. Cô dâu Phương Oanh chuẩn bị 3 bộ áo dài do bạn thân, Hoa hậu Ngọc Hân, thiết kế để mặc trong buổi lễ. Diễn viên tự lên ý tưởng trang trí lễ ăn hỏi bằng trúc và sen. Cô chọn sen hồ Tây, loài hoa diễn viên yêu thích, thường cắm mỗi mùa hè. Ngoài ra, cô dùng 600 bông hoa như tulip, hồng, lan hồ điệp, tạo không gian với sắc trắng chủ đạo. Bà Kim Hòa nhận xét con dâu là người đơn giản, chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết Phương Oanh nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức. Sau khi kết hôn,
Phương Oanh cho biết ưu tiên chăm sóc gia đình bên cạnh kinh doanh thời trang, bất động sản. Cô sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.